Morning. Tuần bắt đầu vui vẻ nha. Đầu tuần vui vẻ. Rồi, sáng sớm. À, vừa trễ vừa đủ để mà kẹt xe thôi. Sáng ngồi đây 5 phút gì đó rồi cho nó bớt xe rã đi. Tại bây giờ ra là chỉ đậu đó thôi. Đậu có từ đây ra tới cổng trường chắc cũng 10 phút. Thôi, đậu cho nó thoải mái. Uống ly cà phê của McDonald's đây. Ly cối cà phê ly cối. Dạ, bữa nào mình về Việt Nam đặt cái mở quán cà phê ha, cà phê ly cối. Cờ để nửa mast là half mast là để tang. Mà không biết để tang ông McCain cũng ông chôn cả tuần rồi mà sao vậy? Chắc có thể Cali để tang một tháng luôn. Kẹt xe cứ ngắt rồi thấy không? Trường này nó to lắm, thấy bên kia xe cũng chạy ra kẹt không? Bên đây nó là hai bên trùng vô nữa cho nên nó rất là kẹt. Đèn xanh bật lên chỉ được có 1 phút rồi bắt đầu tắt. Thôi, yên ngồi đây chơi vui hơn. Tớp này là tớp học sớm. 7 giờ vô. Còn tớp nữa là 8 giờ. Sáng thức dậy bật iPhone lên coi cái tin tức mới vừa flash lên là nó nhá lên cái là ở Facebook chứ. Mình bật Facebook của mình lên thì thấy nó nhá lên cái báo của San Jose nè, cái tự đề San Jose là cái nơi mắc nhất để mua nhà với lại mướn nhà trên nước Mỹ rồi. Đứng đầu rồi. Number one, yay. Oh. Yeah, thiệt tình. Ai mà những người mà họ còn giữ được cái nhà thích lắm, thích thú với sở nhà rất là cao. Mình nghĩ lại thì cũng quyết định cũng đúng thôi, tại vì mình lúc đó làm sao mình gồng nổi cái nhà trong khi có một mình làm. Trong khi đó phải chịu đựng nhiều quá. Mà mình tính lại cho người ta mướn thêm phòng thì cũng cộng lại cũng không có đủ. Không có đủ tại vì đâu có đi làm thu nhập đâu. Thu nhập ở đây có thì cao thì mới trả nổi phải không? Cái này quẹt thôi. Đời nó vậy mà. Khi khác thôi. Dọn nhà ra khỏi tiểu bang Cali ở về. Vậy nơi nào ta? Nơi nào mình cũng không thích. Thích ở Cali mới chết. Yeah, maybe lên Oregon. Nhìn cái bãi đậu xe rất là ít. Mình nhớ hồi xưa mới qua Mỹ thấy tụi học sinh high school đó, khoảng lớp 11, lớp 12 đứa nào cũng lái xe hết à. Cho nên xe bạc kinh nó đậu đông. Bây giờ thì cha mẹ đưa đi học không à. Không biết sao ta. Hay có thể tại khu mình ở đây thôi, khu hồi đó mình ở trên Sacramento. Mà hồi thời đó mấy đứa lớn lên cỡ này 11, 12 tuổi nó biết lái xe, cái nó mua xe cũ chạy đi học tự động, đi học. Bây giờ thấy người ta đưa chở con đi học không, chắc tại ở khu này mình thôi. Đưa anh ba đi học xong, bây giờ về được vài tiếng nữa phải chở chị hai đi thi bằng lái. Hôm nay chị hai muốn thi bằng lái, thi bằng viết á, để nếu như đậu cái bằng viết thì thì mới được đi học lái xe. Cho nên chở chị hai đi thi bằng lái, nếu như chị hai đậu thì bắt đầu mình chỉ sơ sơ rồi có thể lúc lên vào trường thì chị hai đi học ở đâu không biết nữa. Chị hai không có thích mình dạy, sợ mình la, mình nói. Hey, anyway, đó là bổn phận hôm nay. Hai các bạn, đúng như mình nghi ngờ, chở con cái đến chỗ thi bằng lái, thi viết á. Cái chỗ này nó gọi là DMV, là Motor Vehicle Department. Department of Motor Vehicle. Mà xe đậu, kìm chỗ đậu cũng không có nè ha. Hai nữa là cái hàng ở ngoài trước cái là đã rất là dài rồi, giờ mình đang chờ có người ta ra mình tìm được chỗ đậu xe đó. Chỗ này họ thi bằng lái nè,
có người đang đứng sắp bằng lái, khi bằng lái vô đứng sắp hàng. Chào các bạn, hôm nay chở con gái đi thi bằng lái bằng viết á, tại vì trước khi cho nó học lái phải pass cái bằng viết mới được. Thì con gái đã có hẹn rồi mà đến đó chờ cả tiếng đồng hồ luôn, không biết làm sao. Lúc này cái DMV nó làm việc làm sao đó, mình có đọc tin tức sơ sơ qua rồi thấy nó nói là rất là đông mà giờ giấc rồi thì rất là hẹp hòi, giống như là mình sau 4 giờ rưỡi là không có được thi nữa thì luôn tung beng. Anyway thì nó tới nó thi thì cũng đậu xong rồi. giờ phải tới cái phiên dạy nó lái xe. Dạy nó lái xe rồi phải thi bằng lái mới được lấy bằng lái. Rồi cái xong cái đi rước một con, xong nó ra rước một con trai đi học về, cái hai ba cho con đi ăn luôn. Giờ no nê quá. Nên chịu mát mát giờ ra đến đây đi bộ chút xíu nha. Ok, thôi mình đi đây nha các bạn. 5 giờ chiều rồi mà trời còn nắng quá nắng. Nắng quá trời cao luôn, nhưng mà phải đi bộ thôi. Tại vì mình ăn một cái hamburger no quá. Thường thường mình ăn ít, mà một cử vậy đó, ăn ít. Nhưng lúc nãy chở mấy đứa nhỏ đi vô tiệm hamburger cho nó ăn. Tiệm Mỹ đó. Thì cái ăn cái burger luôn, ngon quá trời, nhưng mà nó cứng bụng, lười biếng về quá trời lười biếng luôn. Nhưng mà cái cố gắng thôi, phải đi đi cho nó chút xíu, nó đổ mồ hôi tắm rửa ngủ. Cái bồng dậy đẹp quá ha, có cái gác ở đó trên đó nhìn cũng chiều chiều ra ngồi. Ok, mình đi bộ đây các bạn ơi, cố gắng lên. Dẫn con đi thi bằng lái xe là mình nhớ hồi đó có ông anh bạn, mình quen với bạn, nhưng mà anh của bạn rất là tốt, anh dạy mình lái xe đó, cẩn thận lắm trời, chỉ dẫn từng chi từng tí, tập mấy tuần rồi mới đi thi. Nghĩa là mình đã thi ra cái bằng viết rồi á, giống như con gái hồi sáng đi vậy đó. Thì gọi là cái permit thì nó cho mình để học lái xe. Mặc dù ổng dạy rất là kỹ, rất là gì, mình học được cũng nhiều lắm, ổng dặn dò kỹ lưỡng dễ sợ luôn. Đến lúc đi thi thì cũng nervous, cũng run run. Tại ai, cái đó thì dĩ nhiên thôi mà. Nghĩ lại thì rất là có gì đâu mà sợ đâu không, nhưng mà tại cái tính con người ta mà cứ đi thi là run. Thì vô xong rồi cái thi thì nó có mình bắt mình chỉ tay rồi gì ra dấu rồi gì lung tung, đậu ngay chỗ đó bắt đầu nó kêu mình lên xe, mình đề xe làm sao rồi không phải. Hồi đó luật hình như chưa có chưa bắt phải seat belt nữa, mình nhớ vậy. Rồi cái nó kêu mình đề ba đi thì nó để ý mình kỹ lắm, mình phải trước khi mình ra mình phải signal rồi phải nhìn coi có xe gì không, làm đủ thứ giống y chang vậy, mặc dù không có gì hết á, trong bạch đông bãi đậu mà. Thì mình cũng nhớ ảnh dạy đủ thứ chuyện hết rồi. Chạy đi chạy vòng khoảng chừng 2-3 phút, 5 phút gì đó, cái bắt đầu nói ok thôi giờ hoành lại. Mình nghĩ trong bụng chắc cũng nãy giờ không có chuyện gì, chắc đậu rồi. Thì thấy vui trong bụng thì nghĩ chắc đậu. Về tới cái DMV là cái chỗ cơ quan đó kêu quẹo vô. Thì có một cái ngã tư đó trước khi về vô thì là gọi là stop sign 4
có một cái stop sign, có chỗ mình chạy là stop sign thôi, thì mình phải ngừng lại. Thì mình nhìn trái, nhìn phải. Nói chắc vui lắm trong bụng. Cái nhã thắng ra cái xe nó lườm lên cái chiếc xe chạy cái dù ngang cái mình. Quả hồng ở dưới đạp thắng cái rập. Oh man, kêu vợ vô, vợ vô, ok. Kêu vợ vô xong chạy xuống nói thôi cảm ơn, fail. Oh man, chỉ có về còn có một phút đồng hồ nữa là vô parking lot là đậu lại là thôi đợi pass rồi nha. Trời đất ơi, bị xui cái đó. Mình không biết sao mình nhìn đây, mình thấy không có xe mà mình bắt đầu mình lươn ra, tự nhiên có xe chạy cái có thể mình không để ý, không biết sao đó. Anyway, trời cây. Thôi về lấy bình tĩnh lại, qua ngày hôm sau vô thi lại thì mới đậu. Hồi xưa mới qua Mỹ thì anh em hay giúp nhau, dạy cho lái xe với nhau phải không? Bây giờ thì chỉ có cha con trong gia đình không thôi là phải mướn người ta thôi à. Mướn họ dạy lái xe đó. Có người Việt Nam cũng có, người Mỹ cũng có. Con gái thì nó không thích mình chỉ cho nó lái xe, rồi bởi cũng không biết làm sao. Có thể kể coi coi. Như bây giờ chắc đã đòi giá cũng cao. Ok, thôi mình đi ra bột đi. Gà lôi. Quá trời gà lôi. Có nhiều người hỏi tại sao mà ở trên núi toàn cỏ không có cây. Lý do là tại vì Cali này rất là khô khan, nó không có, nhất là chỗ mình nè. Mỗi năm nó mưa có chừng vài tháng à, nhưng mà rất là ít, nhiều mưa, ít mưa. Mỗi một cơn mưa nó nhảy ra ít xíu à. Cho nên nó rất là khô. Nó gần giống như sa mạc của bên Arizona rồi. Chỉ có thời tiết nó không có nóng bằng thôi, tại vì cũng gần biển á. Đây nhìn xuống downtown thấy có máy bay đang đáp xuống phi trường. Nhưng mà cái máy này rất là nhỏ nên không thấy đâu. Nhìn về hướng hướng về nhà nè. Trên đồi lai rai có vài cái cây vậy thôi, chứ mấy cây đó nó sống nó ít cần nước á. Nên nó sống được. Đi bộ mà nó lười biếng gì đâu. Ráng đi đó. Cố lên. Phải ráng đi chứ. Lười biếng một ngày là ngày mai làm biếng luôn. Đi thì phải đi consistent, nghĩa là đi phải đi thường xuyên, mỗi ngày phải đi, mỗi ngày mới đi. Thì cái chất lượng của mỡ nó mới xuống được, cái chất đường. Mình thấy ai cũng vậy hết à. Tới cái tuổi 40 á là bắt đầu cái nó mập ra, nó đủ thứ. Còn hồi nhỏ 20 ăn cái gì cũng không sao á. Coi mấy cái ca sĩ ở Thúy Nga By Night gì đó. Lâu lâu mình coi nhớ rồi đó, ít có coi lắm, nhưng mà lâu lâu nhà mở lên là cái mình thấy. Mình nhớ cái anh chàng nhạc sĩ gì quên rồi, ca sĩ gì mà người Trung, Quang Lê hay gì, Lê Quang gì đó. Cái khoảng lâu lắm rồi mình không có coi lại, tự nhiên coi bên mấy chương trình Việt Nam, thấy anh lên hát, trời thấy mập ú, mập thù lù luôn. Mập mà đến nỗi thấy hai cái nọng đó luôn. Tới cái lứa tuổi nào đó là cái cơ thể nó không có tiêu hóa chất ăn to nữa, nó cứ giữ lại trong người, không biết là mập thôi luôn. Anyway, phải
phải cố đi, phải cố tập thôi. Tiếp tục đi tiếp đây. Thỏ lạc. Nó lạc nó chạy qua đây. Giống như chó phóc. Con thỏ này gan thiệt. Băng qua đường vô trong nhà. Lâu lâu đi băng qua băng lại thế nào cũng bị xe cắn. Bên đường Mỹ này rất nhiều mấy cái con thú vật bị cắn. Mèo chó gì cũng bị hết. Con skunk mà mỗi lần mà là con trồng hôi á, mỗi lần mà nó bị cắn là mới sợ, hôi hôi cả vùng luôn. Mấy cái đó người ta gọi là roadkill. Là bị xe đụng chết á. Đi một vòng về tới nhà rồi đó chứ. Nhưng mà thấy còn hứng quá, đi thêm nữa. Rồi, muốn cho nó đi cho nó burn tiếp. Lúc nãy nằm ở trong giường nằm biến không muốn đi luôn á. Cố đi một hơi, cái nó đổ mồ hôi, cái nó tim nó đập nhịp. Nhịp nó đều đều lên là thấy thích thú đi luôn. Giờ đi thôi một tăng nữa cho nó. Thấy nào thấy mệt rồi dọc vậy. Cái con gà lôi này sao lạc cho nhà người ta đây nè. Cá đàn mà sao nó lạc có con đây đây. Thịt luôn á. Thấy không? Thịt ốm nhôm nhất à. Này có chỉ có cái là cà ri. Rồi chỉnh xe cán bây giờ con. Đi sắp cân về tới nhà rồi. Mình tự nhiên nghĩ lên mai mốt về Sài Gòn chơi. Buổi chiều đi đi bộ. Đi vòng. Nóng nực như vậy nè. Trời ơi, đi ngang mấy quán bia chắc phải ghé vô nhậu. 5-6 giờ chiều là mấy quán bia bắt đầu đông khách rồi. Vô 1-2-3 vô. Vô cho đến 1-2-3 giờ sáng về. Tiêu. Đây. Hồi sáng mình có đi chụp vài tấm ảnh để cho nó đẹp. Có cái máy ảnh mà phải ra chụp cho nó quen, cho nó giật nghề, cho nó quen chút. Nghĩa là phải có máy mà không xài thì không uổng. Mình sẽ ghép lên trên cái khúc đầu cho các bạn xem. Mình cũng cố gắng chút xíu cho nên đi được rất lâu, đã cảm thấy rất khỏe, đổ mồ hôi nhiều lắm. Bây giờ ngồi đây cho nó nguôi xuống rồi đi vô tắm rửa, lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Đột nhiên mình nhớ tới ngày mai là ngày 9/11. Wow, cũng đã 17 năm rồi hả? Nó 17 năm rồi. Wow, một cái ngày không có thể quên được. Từ sau cái ngày đó rồi là đi travel, đi máy bay là rất là cực khổ. Nước Mỹ tốn biết bao nhiêu tiền để mà lo mấy cái vụ an ninh trên máy bay, đi máy bay. Là người hành khách đi máy bay cũng không có được vui vẻ nữa. Stress, mình đi mình thấy stress nó sao. Đi vô an ninh làm giấy tờ rồi đi qua bao nhiêu loạt rồi mới vô trong ngồi mới thấy khỏe. Đã vậy mà lên máy bay thì cũng chưa có yên nữa. Đi tới nơi xuống rồi bắt đầu mới thấy vui. Bởi vậy nên có lần mình đi Hawaii sau cái chuyến, sau cái ngày 9/11 đó là cũng khoảng như tháng 12 mình đi, tháng 9 bị tháng 12 đi, rất lúc lúc đó là cũng còn nóng bỏng lắm.
cho nên đi rất là lâu, đi đến phi trường đến 3 tiếng đồng hồ mà còn sắp hàng dài 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 chưa tới nữa. Chuyến bay mình nó bay 7:30 nhưng mà tới 7:15 rồi mà mình không có, chưa có tới cái chỗ quầy đó bao giờ hết. Mình nói vậy là chắc chết rồi, không biết làm sao mà không lẽ máy bay nó bay. Hên cái bắt đầu có người cầm cái loa nói ai mà có chuyến bay 7:30 thì cứ đi lên trước, không vô trước. Hơi hơi hên quá. Check in vô stress cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Đến đến phi máy bay bay xuống Hawaii, đáp xuống cái mình thở dài, hửi được cái không khí biển thoải mái gì đâu. Anyway, 9:11 khủng bố. Nếu mặt trời còn cao dễ sợ không? Nghĩ là chắc cũng 6 giờ mấy rồi. Ok, thôi mình đi vô tắm rửa. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye.